Địch Lễ Nhiệt bã hoảng hốt khi bị fan cuồng lao lên cầu hôn, nhưng phản ứng của các đồng nghiệp nam mới gây sốt. Sự việc gây xôn xao mạng xã hội và truyền thông xứ Trung ngày hôm nay chính là việc trên sóng truyền hình trực tiếp tối ngày 7 tháng 6, một vụ việc bất ngờ đã xảy đến với dàn nghệ sĩ đang tập trung ghi hình tại đây, đặc biệt ảnh hưởng tới Địch Lễ Nhiệt ba. Cụ thể, trong khi mỹ nhân Tân Cương đang mải trò chuyện, tương tác trên sân khấu, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao lên sân khấu, quỳ xuống dâng nhẫn cầu hôn người đẹp hạnh phúc trong tầm tay. Địch Lễ Nhiệt ba đã rất bất ngờ và hoảng hốt, tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại tại đây. Camera ghi lại cảnh Địch Lễ Nhiệt ba bị fan cuồng tấn công. Địch Lễ Nhiệt ba hoang mang cực độ vì tình huống quá đỗi bất ngờ. Tuy nhiên, điều đáng nói, netizen xứ Trung đang dành nhiều lời ngợi khen nức nở cho dàn sao nam trong chương trình khi sự cố bất ngờ xảy đến. Trong khi Địch Lễ Nhiệt ba hoang mang bối rối, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh vì đang đứng trước máy quay, thì diễn viên Uông Hàm đã nhanh chóng đến bên người đàn ông lạ mặt kia, giữ chặt cổ tay không cho ý manh động, ngoài ra vừa giữ thái độ cương quyết vừa tiếp tục cầm mic nói trước ống kính. Sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột. MC Uông Hàm nhanh trí giữ chặt tay kẻ gây rối. Tiếp đó, Tiền Phong, sao nam mặc áo vest trắng đặt tay lên vai của người đàn ông lạ mặt kia, dùng sức mạnh để khống chế tạm thời không cho sự việc xấu hơn xảy đến. Mặt khác, Đại Trương Vĩ lại nhanh chóng kéo Địch Lễ Nhiệt ba ra sau lưng mình để bảo vệ. Hai sao nam khác là Cao Thiên Hạc và Lưu Vũ Ninh cũng đã hợp tác cùng với nhân viên ekip hậu trường lôi kẻ gây rối ra khỏi trường quay. Khoảnh khắc Đại Trương Vĩ kéo tay Nhiệt ba và để cô đứng sau lưng mình. Hai sao nam còn lại giúp sức với tổ bảo vệ lôi kẻ quá khích ra chỗ khác. Phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội như sau, Địch Lễ Nhiệt ba may mắn ghê, được các đồng nghiệp nam ra sức bảo vệ, lại là vấn đề an toàn của các diễn viên, thực sự rất lo lắng, phản ứng của các nghệ sĩ thật sự rất nhanh nhạy và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, thông tin về người đàn ông lạ mặt lao lên sân khấu cầu hôn Địch Lễ Nhiệt ba cũng bị các fan tìm ra. Người đàn ông này vốn là fan cuồng của mỹ nhân Tân Cương, y thường xuyên theo chân Nhiệt ba, từ sân bay tới phim trường cho tới các sự kiện lớn nhỏ. Điều đáng nói, kẻ này từng một lần tới tận nơi Nhiệt ba đang đóng phim, mang theo nhẫn cầu hôn. Nhiệt ba từng bị kẻ này theo đuôi, cầu hôn không dưới một lần. Không chỉ vậy, kẻ này bị soi ra thường xuyên mang theo hộp nhẫn duy nhất tới các sự kiện khác. Không những cầu hôn Nhiệt ba, kẻ này còn từng lao tới sân khấu hai sự kiện tuyên truyền phim của Vương Lạc Đan và cầu hôn cô tương tự như với Nhiệt ba. Không chỉ cầu hôn Nhiệt ba, fan cuồng này từng nhiều lần tấn công Vương Lạc Đan. Kẻ này dùng một hộp nhẫn màu xanh, đem từ sự kiện này tới phim trường nọ để cầu hôn, quấy dây sao nữ. Nguồn, Weibo. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.